Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Hé lộ sự thật bất ngờ về phù thủy Bucha bảo vệ bầu trời Ukraine. Iran tấn công mạng, phóng tên lửa phá hủy nhiều tiêm kích F-35 Israel. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ vận động tranh cử cho bà Harris. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin trên Al Jazeera, Phu Thủy Bucha là biệt danh không chính thức của gần 100 người phụ nữ từ 19 đến 64 tuổi. Họ tình nguyện phục vụ bán thời gian trong quân đội ở các đơn vị phòng không tại ngoại ô phía tây bắc Kiev, Ukraine. Mỗi người sẽ được đào tạo để sử dụng súng trường tấn công và súng máy nhằm bắn hạ máy bay không người lái UAV bay lượn trên nhà họ nhiều lần trong tháng. Loạt UAV lặp lại lộ trình của lực lượng mặt đất Nga vào đầu năm 2022 khi họ kiểm soát hầu hết Bucha trong vòng 33 ngày. Kể từ tháng 4, hàng chục người phụ nữ đã đăng ký trở thành phù thủy Bucha. Bà Valentina, 51 tuổi, chia sẻ Mẹ tôi rất vui vì tôi đã tìm thấy chính mình và tôi đã tìm thấy bản thân ở đây, tìm thấy bạn bè, đồng nghiệp và các anh chị em. Bà mẹ ba con nghiêm túc nói, tất cả chúng tôi đều đồng điệu với nhau về tâm hồn. Chúng tôi có trái tim dành cho tất cả. Chúng tôi có chung một mục tiêu là đẩy nhanh chiến thắng và đầu tư vào chiến thắng bằng mọi cách có thể. Jazeera dẫn lời đại tá Andri Vetali. Khi bạn mặc quân phục, bạn không phải là phụ nữ hay đàn ông, mà là một người bảo vệ. Có những người phụ nữ có thể vượt qua bất cứ người đàn ông nào trong việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, có trách nhiệm và tỉ mẩn. Vị đại tá này chia sẻ thêm, họ thậm chí còn đánh bóng súng trường tấn công của mình, giống như thể một người cha nghiêm khắc đang thừa nhận rằng ông tự hào về những đứa con của mình. Cách văn phòng của ông hai cánh cửa, bên trong phòng chứa đồ đầy bụi là những mảnh vỡ của một trong những chiến lợi phẩm của đơn vị, một UAV Sahed do Iran sản xuất bị bắn hạ, mang theo 50kg thuốc nổ. UAV xa hết và các phiên bản cải tiến do Nga sản xuất, Geran, di chuyển theo nhóm với tốc độ 150 km/h. Tiếng kêu của động cơ khiến những chiếc UAV này dễ bị phát hiện, nhưng việc bắn hạ chúng lại không hề đơn giản. Được biết, trước khi tham gia vào đơn vị phòng không, mỗi phù thủy bucha phải trải qua nhiều tuần huấn luyện. Bà Valentina cho hay: "Tôi đã nghĩ rằng mình không thể làm nổi, nhưng cơ thể tôi đã vượt qua điều đó. Khi sức lực cạn kiệt, tinh thần sẽ trỗi dậy." Hồi tháng 3, tờ New York Times đã đăng tải bài viết đặc biệt về những nữ binh sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại tiền tuyến ở Ukraine. Không ít người trong số này đã tạo ra được những thành tích đáng kể, góp phần không nhỏ vào nỗ lực phản công của Kiev. Tại khu vực ngoại ô thành phố Bakhmut, đơn vị pháo binh của lữ đoàn số 241 nằm dưới sự chỉ huy của một nữ chỉ huy có biệt danh Witch, 32 tuổi. Trước khi nhập ngũ, bà Witch là một luật sư. Sau khi xung đột nổ ra, bà cùng mẹ và hai anh trai đã sung phong tham gia quân đội. Phần lớn kinh nghiệm của Baoitse về vũ khí và chỉ huy là từ thực tế trên tiền tuyến. Sau một thời gian làm nhiệm vụ ở ngoại Okeeff, Baoitse được bổ nhiệm làm chỉ huy đơn vị pháo binh từ đầu năm 2023. Ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt, bà vẫn sẽ theo đuổi binh nghiệp. ích chia sẻ, những người muốn tham gia quân đội cần hiểu rằng đây là một lẽ sống. Trên thực tế, phụ nữ tại Ukraine không được phép đảm nhận các vị trí chiến đấu trong quân đội cho tới năm 2018. Nhưng khi cuộc xung đột nổ ra, các hạn chế được nới lỏng. Tính đến cuối năm 2023, có khoảng 65.000 phụ nữ đang phục vụ trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine, tăng 30% so với trước cuộc xung đột. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, có khoảng 45.000 nữ binh sĩ đang tại ngũ, những người còn lại chủ yếu làm nhiệm vụ dân sự. Có khoảng 4.000 nữ quân nhân đang trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến. Mới đây, các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự Nga sẽ gia tăng sức ép hoạt động lên các lực lượng của Moscow. Giới quan sát cho rằng các cuộc tấn công liên tục đã cho thấy tầm bắn vũ khí của Ukraine cũng như những hạn chế trong hệ thống phòng không của Nga để bảo vệ các cơ sở quân sự. Theo quân đội Ukraine, trong cuộc tấn công gần đây nhất vào Nga, Kiev đã tấn công sân bay Khanskaya nằm ở phía tây nam Cộng hòa Adygea. Ukraine cho biết đã tấn công vào một kho đạn tại địa điểm đó và gây ra đám cháy tại sân bay là nơi đặt các chiến đấu cơ Su-34 và Su-27. Hiện chưa rõ vụ tấn công trên có ảnh hưởng đến các chiến đấu cơ này hay không. Các tiêm kích Su-34 của Nga là mối đe dọa đặc biệt với Kiev bởi những chiến đấu cơ này có thể thả bom lượn có sức công phá cao. Bom lượn và các vũ khí tầm xa thường rất khó đánh chặn. Ukraine chỉ có thể thực sự đánh bại mối đe dọa này bằng cách nhắm vào chúng hoặc máy bay triển khai chúng tại các căn cứ, điều mà Kiev đã thực hiện trong một vài tháng qua. Hiện chưa rõ liệu kho đạn mới bị tấn công có chứa những vũ khí trên hay không. Cuộc tấn công vào Khanskaya diễn ra sau hai cuộc tấn công khác của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Ukraine cho biết đã sử dụng UAV tấn công một kho đạn ở khu vực Bryansk của Nga có chứa bom lượn, tên lửa và đạn pháo. Kiev cũng tuyên bố thành công nhắm vào kho đạn của Nga ở Krachev, tỉnh Bryansk, từ giữa tháng 9, Ukraine đã nhắm vào các kho đạn của Nga. Kyiv dựa vào các UAV sản xuất trong nước cho những chiến dịch này bởi họ không được phép sử dụng các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp để tấn công vào trong nước Nga. Ukraine cũng cho biết họ đã phá hủy một căn cứ tại khu vực Krasnodar của Nga chứa khoảng 400 UAV tấn công Sahet-136. Một số tài khoản tình báo nguồn mở suy đoán, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune sản xuất trong nước và các vũ khí chống hạm được điều chỉnh để tấn công trên mặt đất cho chiến dịch trên. Các quan chức phương Tây, quân đội Ukraine và giới phân tích đều cho rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể làm phức tạp thêm các hoạt động của Nga tại Ukraine. Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ nhận định với báo giới về các cuộc tấn công tầm xa, chúng ta đã chứng kiến một số cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của Ukraine nhằm vào các kho chứa đạn ở Nga. Chúng ta cũng chứng kiến một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở nhiên liệu ở Crimea. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ có tác động nhất định đến tình hình chiến trường. Quan chức này cho biết các tác động không thể hiện ngay lập tức và giải thích rằng sẽ cần thời gian để thấy điều này trên chiến trường. Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự Nga sẽ gia tăng sức ép hoạt động lên các lực lượng của Moscow. Giới phân tích nhận định trong đánh giá của ISW rằng động thái này sẽ buộc chỉ huy quân sự Nga phải tái tổ chức và phân tán các hệ thống hỗ trợ cũng như hậu cần bên trong nước Nga để làm giảm tác động của những cuộc tấn công như vậy. Kênh Telegram Mask tối ngày 10 tháng 10 cho biết, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga VSRF đã bắt đầu giai đoạn 2 cuộc phản công tích cực ở tỉnh Kosker. Theo kênh trên, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Lyubimovka và con đường sút ra Korenevo mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị của họ. Được biết, lính dù Nga đã kiểm soát nông trại Zeleny Sliak mà không cần giao tranh. Quân đội Ukraine đã kiểm soát được nông trại này vào ngày đầu tiên của cuộc đột kích vào tỉnh Kursk và từ đó tấn công các điểm dân cư khác. Trong khi đó, tướng Oleksandr Shishky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được Nga tái triển khai đến mặt trận Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiếp tục nỗ lực tấn công nhằm đánh bại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Trong khi đó, kênh Telegram quản lý Z Kursk cho biết các đơn vị Nga đã đạt được thành công đáng kể tại huyện Suzansk thuộc tỉnh Kursk trong thủng phòng tuyến của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU. Hôm 10 tháng 10, quân đội Nga đã đột phá qua tiền tuyến của các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục cuộc tấn công ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư Lyubimovka, Olgovka và làng Zelenysliak. Nguồn tin cho biết, các hành động tấn công của lính thủy đánh bộ và lính rủ Nga đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine tại Kursk. Tại Lyubimovka, quân Korenevsky nỗ lực đánh bại các đơn vị Ukraine đã hoàn tất, cho phép quân đội Nga tiến công về phía trước và chiếm giữ các vị trí quan trọng. Theo các nguồn tin, lực lượng vũ trang Ukraine đang rời khỏi vị trí ở khu vực Zeleny, Sliak, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Cuộc đột phá bất ngờ này do lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 thực hiện đã buộc quân đội Ukraine phải tháo chạy, bỏ lại các công sự của họ. Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch ở Kursk buộc Nga rút 40.000 quân từ nơi khác để đối phó, nhưng thừa nhận tình hình Donbass vẫn rất khó khăn. Phóng viên chiến trường Roman Sapunkov đưa tin, các đơn vị Nga đã bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng Suzansky và Korenevsky ở vùng Kursk. Theo ông Sapunkov, đã có báo cáo về những bước tiến đầu tiên của quân đội Nga tại khu định cư Lyubimovka, theo hướng Korenevsky. Mục tiêu của cuộc tấn công là bao vây và đưa nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động trong khu vực này vào vòng hỏa lực. Ông Sapunkov cho biết, cuộc tấn công đang được thực hiện đồng thời từ hai hướng tạo cơ hội tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn quân đội Ukraine ở Kursk. Chuẩn tướng Ebrahim Jabari, cố vấn của Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, 90% số tên lửa được phóng vào Israel đã đánh trúng thành công các mục tiêu bị chỉ định. Theo kênh truyền hình Al-Manar của Liban, khi phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Tehran của Iran, ông Jabari còn nói rằng ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, IRGC còn tiến hành cùng lúc các hoạt động tác chiến mạng và điện tử nhắm vào các hệ thống phòng không của Israel cho phép tên lửa tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quan trọng. Cũng theo ông Jabari, tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự quan trọng của Israel và nhà chứa F-35 dẫn đến việc phá hủy nhiều máy bay chiến đấu loại này. Hãng thông tấn Safarna của Iran cho biết hơn 20 tiêm kích F-35I của Israel đã trúng tên lửa, song không cung cấp bằng chứng. F-35I là phiên bản phát triển riêng cho không quân Israel dựa trên nền tảng biến thể F-35A được tích hợp nhiều công nghệ nội địa để đối phó mối đe dọa từ Iran. Nó có chiều dài gần 16m, sải cánh 11m, vận tốc tối đa 1975 km một giờ. Trần bay 15 km được trang bị một khẩu pháo nòng xoay GAU-22A cùng 10 giá treo vũ khí với tổng tải trọng hơn 8 tấn để mang nhiều loại tên lửa, bom dẫn đường. Israel hồi tháng 6 ký hợp đồng 3 tỷ đô la Mỹ để mua thêm 25 tiêm kích F-35 từ tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, nâng tổng số phi cơ F-35 mà Tel Aviv dự kiến biên chế lên 75 chiếc. Lực lượng này trước đó đặt mua 50 chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ, song Lockheed Martin mới bàn giao 39 máy bay. Với sự chấp thuận của Lockheed Martin, Israel trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ được quyền can thiệp và chỉnh sửa các hệ thống trên tiêm kích F-35. Israel đã đặt biệt hiệu cho những chiếc máy bay của mình là F35I Adir, nghĩa là người vĩ đại. Cả Iran và Israel đều không muốn nổ ra một cuộc chiến toàn diện, vì thế họ thường tung ra đòn tấn công bất ngờ có trọng điểm để gây thiệt hại có kiểm soát cho đối phương. Cho đến nay, Israel vẫn chưa tung ra đòn tấn công trả đũa dù họ tuyên bố Iran đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hiện Israel đang thảo luận với đồng minh Mỹ về các phương án đáp trả Iran. Một số nhà quan sát nhận định Israel có thể nhắm tới các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran hoặc làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này. Vừa qua, theo báo Times of Israel đưa tin, gia đình của các con tin bị bắt ở giải Gaza và những người ủng hộ họ đã tụ tập tại thành phố Tel Aviv và Jerusalem kêu gọi ký thỏa thuận giải cứu những người thân của họ, đồng thời phản đối việc chính phủ Israel không hành động trong việc đạt được thỏa thuận kể trên. Những người biểu tình đã tuần hành từ quảng trường Habima đến căn cứ quân sự Kiria, mang theo nhiều biểu ngữ chống chính phủ Israel. Một trong số đó viết, một năm bị bỏ rơi, không có sự tái sinh nếu không có thỏa thuận. Ám chỉ đến mong muốn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc đổi tên chính thức của xung đột với Hamas từ thanh kiếm sắt thành cuộc chiến hồi sinh. Những người biểu tình cũng mang theo các biểu ngữ yêu cầu chấm dứt cuộc chiến ở giải Gaza. Họ chỉ trích ông Netanyahu và một số thành viên nội các, cho rằng việc những người này liên tục phản đối thỏa thuận sẽ gây nguy hiểm cho các con tin. Trong khi đó tại Jerusalem, những người biểu tình tụ tập trước đại giáo đường Do Thái và đọc to tên những con tin bị bắt ở giải Gaza. Cách đây hơn một năm, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin sau sự kiện Hamas tấn công với Israel. Kể từ đó, Hamas đã thả 109 con tin hầu hết trong số họ được thả trong một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm 2023. Tám con tin đã được lực lượng phòng vệ Israel IDF giải cứu, trong khi 37 người đã được xác nhận là đã thiệt mạng, bao gồm 3 người bị quân đội Israel sát hại nhầm. Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và một cuộc trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas vẫn đang trong tình trạng bế tắc suốt vài tháng qua. Trong một diễn biến liên quan, Israel đang cho thấy mong muốn sau khi kế hoạch quân sự ở Liban kết thúc. Lệnh ngừng bắn ở Liban sẽ phụ thuộc vào việc thả con tin đang bị Hamas giữ ở Gaza. Thông tin trên do hãng tin Israel Ula đưa ra gần đây dựa trên nguồn từ một quan chức cấp cao của Mỹ. Theo nguồn tin này, ông Dadi Banea, giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, đã chuyển yêu cầu về lệnh ngừng bắn ở Liban đến giám đốc cục tình báo trung ương Mỹ William Burns. Theo đó, ông Bania đã nói với ông Burns rằng Israel và Mỹ chỉ nên đồng ý với một lệnh ngừng bắn ở Liban nếu Hamas thả những người bị giam giữ. Giám đốc Mossad cũng tin rằng có thể khiến nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, Iran và các nhân tố khác trong khu vực gây áp lực lên lãnh đạo Hamas là ông Yahya Sinwa để đáp ứng các điều kiện này. Vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vận động tranh cử cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại trường Đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania, nhằm kêu gọi cử tri trẻ tuổi tham gia bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Sự kiện này đã khởi động làn sóng vận động tranh cử cho bà Harris mà cựu Tổng thống Obama dự định tiến hành tại nhiều bang chiến địa trong những tuần tới. Trong bài phát biểu tại trường Đại học Pittsburgh, cựu Tổng thống Obama đã đưa ra các tuyên bố chỉ trích ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, cùng những lập luận ủng hộ Phó Tổng thống Harris. Ông Obama cho rằng cựu tổng thống Donald Trump chỉ quan tâm đến cái tôi và tiền bạc, trong khi nhấn mạnh bà Kamala Harris trưởng thành từ tầng lớp trung lưu và tin vào các giá trị Mỹ. Thanh niên là một trong những nhóm đối tượng mà chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris nhắm đến với hy vọng có thể góp phần đưa bà đến chiến thắng. Tuy nhiên, theo dữ liệu khảo sát cập nhật của Đại học Tufts vào tháng 9, số lượng cử tri trẻ tuổi đăng ký bỏ phiếu ở 34 bang đã giảm so với 4 năm trước. Theo đó, Số cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 29 đăng ký bỏ phiếu tại Pennsylvania vào tháng 9 thấp hơn 15% so với ngày bầu cử năm 2020. Do đó, việc cựu tổng thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử được cho là có thể giúp lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trẻ tuổi trong giai đoạn cuối của chiến dịch. Ông Obama là người ủng hộ mạnh mẽ Phó tổng thống Kamala Harris kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ và cũng đã nhiều lần hỗ trợ các ứng cử viên của Đảng Dân chủ như bà Hillary Clinton vào năm 2016 và ông Joe Biden vào năm 2020. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã bác bỏ những ảnh hưởng của ông Obama. Bà Caroline Leavitt, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nói Nếu cử tri quan tâm đến những gì ông Obama nói, thì bà Hillary Clinton đã trở thành tổng thống rồi. Ông Obama không phải là cựu tổng thống duy nhất tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris. Ông Bill Clinton dự kiến dừng chân tại Georgia vào ngày 13 tháng 10 và ngày 14 tháng 10, sau đó đến North Carolina vào cuối tuần tới, nhằm tiếp cận cử tri vùng nông thôn. Theo khảo sát, bà Harris và ông Trump đang bám đuổi rất sít sao và chiến thắng tại Pennsylvania có thể là chìa khóa quan trọng mở đường vào nhà trắng.